Vâng, chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại trên kênh YouTube Lê Hiệp Bất Động Sản chuyên nhà đất thành phố Dị An và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Và trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới cho toàn thể quý anh chị một lô đất có vị trí ngay tại là phường Đông Hòa của thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Một lô đất nằm trên mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh, thuộc phường Đông Hòa nha quý anh chị, đường Sương Nguyệt Ánh. Thì chia sẻ với quý anh chị từ đây, từ lô đất mà em đang chuẩn bị giới thiệu với quý anh chị ra đây đầu đường khoảng tầm 80m thôi là đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thì từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đó, nếu mà mình rẽ tới trái á thì mình sẽ ra lại là hướng quốc lộ 1K, còn là rẽ tới phải mình sẽ đi về được đường trường cấp 2 Đông Hòa và trường cấp 1 Đông Hòa luôn nha quý anh chị, cũng như kết nối vào trong lòng trung tâm hành chính Dị An rất là thuận tiện và dễ dàng. Thì chia sẻ với quý anh chị, lô đất hôm nay em xin giới thiệu tới quý anh chị là một lô đất có tổng diện tích là 166,8m2 nha quý anh chị, ngang 5,88 và dài vào là 28, tính từ mép bờ tường của căn nhà này tính ra là 5,88 nha quý anh chị. Đấy, lô này thì hiện tại là sổ hồng riêng chính chủ, có hướng là hướng đông bắc. Đấy, hướng đông bắc rất là đẹp luôn quý anh chị, rất phù hợp với những anh chị có cung mệnh là tây tứ trạch. Đây là bên trong cái lô đất nha quý anh chị. Này có chiếc xe hơi đậu phía trước nên là quay phía trước hơi bị cạn lại cho anh chị xem. Thì lô này hiện tại chia sẻ với quý anh chị là đang có giá bán là 5 tỷ 800 triệu, có thương lượng, có hỗ trợ vay ngân hàng, sổ hồng riêng chính chủ. Thì nếu đợt này quý anh chị đang có dự định tìm kiếm đất ở khu vực phường Đông Hòa và thuộc trục đường Sương Nguyệt Ánh giao nhau với đường Nguyễn Hữu Cảnh, thì rất mong được quý anh chị ủng hộ và liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ các cái thông tin cho quý anh chị tham khảo. Dạ vâng, em xin cảm ơn.